Các khu rừng mưa nhiệt đới như Đại Ngàn, Cát Tiên chỉ chiếm có khoảng 6% trên toàn trái đất, nhưng lại nắm giữ trong chúng tới 50% của tất cả các loài sinh vật đã được biết tới. Các nhà khoa học ước tính trong khoảng 10 km vuông của rừng mưa nhiệt đới có thể có tới 750 loài cây gỗ, 1.500 loài thực vật khác, khoảng 400 loài chim và 150 loài bướm. Sự đa dạng lớn về sinh vật tại các khu rừng mưa vẫn không ngừng thôi thúc các nhà khoa học tìm hiểu, khám phá. Vườn quốc gia Cát Tiên là một khu rừng chứa đựng nguồn tài nguyên đa dạng sinh học quý báu không riêng của Việt Nam. Điều đó đã được khẳng định thông qua danh hiệu khu dự trữ sinh quyển thế giới mà tổ chức UNESCO công nhận vào năm 2001. Ban thư ký công ước Ramsar công nhận khu đất ngập nước Bầu Xấu là khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế vào năm 2005. Và gần đây, vào đúng ngày du lịch thế giới ngày 27 tháng 9 năm 2012, chính phủ Việt Nam đã xếp hạng vườn quốc gia Cát Tiên là di tích quốc gia đặc biệt. Trải dài trên 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước với diện tích hơn 80.000 hecta, được bao quanh bởi 90 km sông Đồng Nai, vườn quốc gia Cát Tiên có chức năng quan trọng đối với đời sống của chính chúng ta. Hãy cùng nấm Cát Tiên tìm hiểu các giá trị đa dạng sinh học của vườn quốc gia Cát Tiên. Vườn quốc gia Cát Tiên có khí hậu nhiệt đới điển hình với hai mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 4 và kéo dài cho đến hết tháng 11 năm sau. Khi những cơn mưa giảm dần vào dịp cuối năm, những cây lan rừng bắt đầu nở hoa. Lan rừng thường nở hoa vào dịp giao mùa để chào đón mùa xuân ấm áp phương Nam. Họ lan có danh pháp khoa học là Orchides, là một họ thực vật có hoa thuộc bộ măng tây, lớp thực vật một lá mầm. Đây là một trong những họ thực vật lớn nhất và chúng có phân bố rất phổ biến trong các khu rừng nhiệt đới. Thời điểm này ở Cát Tiên, khi những cơn mưa đã giảm dần, bầu trời trở nên xanh hơn. Những con hạc cổ trắng tự do bay lượn trên bầu trời xanh ngát. Bò tót có tên khoa học là Bos garut, là một loài động vật có vú thuộc bộ quốc chẵn, họ châu bò. Chúng có lông màu sẫm và kích thước rất lớn. Trên thế giới, chúng sinh sống chủ yếu ở vùng đồi của Ấn Độ, Đông Á và Đông Nam Á. Trong tự nhiên, bò tót sống thành từng đàn từ 8 đến 10 cá thể. Những con bò đực già thường sống đơn độc hoặc hợp với nhau thành từng nhóm nhỏ. Bò tót thích ăn lá non, mầm tre, cỏ non. Và chúng thường rất thích các sinh cảnh sảng cỏ. Cuối mùa mưa, những chảng cỏ không còn xanh mướt như đầu mùa. Tuy vậy, đây là thời gian thích hợp để ngắm các loài hoang dã trong tự nhiên ở vườn quốc gia Cát Tiên. Trên chảng cỏ, một con bò tót con lạc đàn đang tìm về với bầy. Bò tót thích ăn lá non, mầm tre, cỏ non mới mọc ở nương rẫy. Chúng có thai khoảng 270 ngày, đẻ mỗi năm một lứa, mỗi lứa một con. Khác với những con bò tót đực, bò tót cái và những con chưa trưởng thành thường có xu thế sống thành những bầy lớn. Không khó để thấy các đàn bò tót lớn ở Cát Tiên, đôi khi ngay cả trên các đường tuần tra.
các đường mòn. Vào thập niên 70 của thế kỷ trước, Việt Nam có khoảng hơn 3.000 con bò tót phân bố ở hàng chục tỉnh khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Số lượng bò tót sụt giảm nghiêm trọng, đến giữa thập niên 90 chỉ còn khoảng 500 con và hiện tại chừng 300 con, chủ yếu ở vùng Tây Nguyên và các tỉnh lân cận. Riêng vùng Tây Nguyên trước đây có khoảng 3.000 con, nay chỉ còn không đến 300 con. Các vùng khác chỉ còn những quần thể nhỏ trên dưới 10 con. Trong vòng 40 năm, số lượng bò tót bị giết lên đến 90%. Hiện bò tót ở Việt Nam chỉ còn khoảng 300 con và được xếp vào nhóm động vật nguy cấp cần được bảo vệ. Chúng đang đứng trước hiểm họa diệt chủng cao do mất rừng và suy giảm sinh cảnh sống. Cuộc sống về đêm trong các khu rừng nhiệt đới dường như nhộn nhịp hơn bởi sự xuất hiện của các loài thú ăn đêm. Các loài cú, nai, bò tót là những loài thường gặp trong những tour thêm sú đêm ở vườn quốc gia Cát Tiên. Gà rừng tai trắng được xem là tổ tiên của các loài gà hiện nay. Chúng thường thích sinh sống trong các rừng che nứa hoặc rừng thưa. Gà rừng tai trắng là loài gà có kích thước nhỏ, chúng bay khá giỏi, thường kiếm ăn vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Gà rừng tai trắng là loài có khả năng bay khá tốt. Ban đêm chúng thường bay lên các ngọn cây cao để ngủ. Cao cát là một loài chim cỡ lớn. Chúng thường thích làm tổ trên những ngọn cây cao. Trà vá chân đen là một loài linh trưởng đặc hữu của bán đảo Đông Dương, chỉ phân bố ở khu vực phía Nam Việt Nam và phía Đông Campuchia. Ở Việt Nam, các quần thể quan trọng được xác định ở khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, Bình Thuận, vườn quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận, vườn quốc gia Bù Gia Mập, Bình Phước, vườn quốc gia Bi Đúc, Núi Bà, Lâm Đồng và vườn quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai. Khác với những loài linh trưởng khác, trà vá chân đen thường chỉ ăn thực vật. Thức ăn chính của chúng là các loại lá cây, quả và hạt. Chính vì các loại thức ăn thực vật khá nghèo protein, cho nên phần lớn các con trà vá đều có bụng rất lớn để chứa đủ thức ăn tiêu hóa trong ngày. Trà vá chân đen thường dùng phần lớn thời gian trong ngày để tìm kiếm thức ăn. Trà vá chân đen thường sống thành các bầy lớn có khi tới vài chục con. Chúng thường di chuyển trên các cành cây cao và hiếm khi xuống mặt đất.
ở vườn quốc gia Cát Tiên, vào đầu tháng 5 và tháng 12, chim công trống kêu nhiều hơn so với những tháng còn lại, báo hiệu mùa giao phối đã đến. Đây là con trống mạnh nhất ở khu vực này. Tiếng kêu của nó là để gọi bạn tình và đồng thời là lời cảnh báo cho đối thủ khác tránh xa phạm vi của nó. Chim công trống sắp trưởng thành này, nó chưa đủ sức cạnh tranh với con mạnh nhất ở đây. Vì vậy, nó phải cảnh giác, tránh đối đầu với những con trưởng thành. Có vẻ như con mạnh nhất đã nhìn thấy cái gì đó ở phía xa và nó muốn tiến lại gần. Thì ra, cách đó khoảng 80 mét, có một con mái đang mải ăn để chuẩn bị năng lượng cho một mùa sinh sản. Thức ăn của chim công chủ yếu là các loại quả cây, hạt ngũ cốc, hạt cỏ dại, các loài côn trùng. Chúng thích nhất là cào cào, châu chấu, giun đất và một số loài lưỡng cư như ngoé và nhàng. Con trống vừa tranh thủ kiếm ăn, nó vừa tiến lại gần con mái. Công mái nó không cần để ý sự xuất hiện của con trống đang tiến lại gần, nó vẫn say sưa ăn những ngọn cỏ non. Khi chỉ còn khoảng cách 30 mét, con trống bắt đầu thu hút ánh mắt của con mái bằng cách nó xòe rộng chiếc đuôi thành hình cái quạt khổng lồ. Thỉnh thoảng nó rung mình để làm tăng sự lộng lẫy của bộ lông dưới ánh nắng xế chiều của mặt trời. Con trống nó cứ xoay đi xoay lại nhiều vòng nhằm mục đích phô trương vẻ đẹp phía trước và phía sau. Cách đó khoảng 140 mét, có một đối thủ khác cũng đang thể hiện điệu múa thu hút bạn tình. Nó múa liên tục để gây sự chú ý của con mái. Có vẻ như đây là cuộc thi múa của hai chàng công mà ban giám khảo là nàng công, làm cho ta liên tưởng đến câu chuyện cầu hôn mỹ nương của hai chàng Sơn Tinh và Thủy Tinh. Trong thế giới loài chim, con mái quyết định lựa chọn người bạn tình để giao phối. Chính vì thế, các con trống phải làm mọi thứ để được con mái chấp thuận. Với loài công thì bộ lông trang hoàng và điệu múa của con công trống là tiêu chí đầu tiên mà con mái lựa chọn. Con mạnh nhất không muốn mất đi cơ hội hiếm có này. Nó cần phải tiếp cận con mái càng sớm càng tốt. Nó rón rén từng bước chân tiến lại gần con mái. Khi con trống chỉ còn khoảng cách 10 mét, đột nhiên nàng công tiến lại gần và đi vòng quanh ngắm bộ lông trang hoàng của chàng công. 10 phút là thời gian con mái đã dành cho con trống thể hiện. Thế nhưng, nó chưa cảm nhận được sự hấp dẫn của con trống. Vì vậy, con mái đã thờ ơ bỏ đi và di chuyển hướng về chàng công kia. Chàng công kia đang múa say sưa, nó vẫn nuôi hy vọng nàng công sẽ đến với nó. Nhưng bản năng cạnh tranh của con mạnh nhất không cho phép bỏ cuộc. Nó sẵn sàng đối đầu với con trống kia. Nó vẫn nỗ lực múa kiên trì bám đuổi theo, cho đến khi nào con mái chịu quay lại thì mới thôi. Lần trở lại này, con mái dành nhiều thời gian cho nó hơn, nhưng không có nghĩa nó đồng ý. Những con gõ kiến xanh gáy đen thường làm tổ trên những thân cây cao. Chúng dùng những chiếc mỏ dài và khỏe của mình để đục những lỗ nhỏ trên thân cây. Những chiếc tổ trên những thân cây cao giúp cho những con chim non tránh được những kẻ thù là những loài thú ăn thịt nhỏ và các loài rắn. Mỏ và xương đầu của chim gõ kiến xanh gáy đen có cấu tạo đặc biệt giúp chúng chịu được những va chạm mạnh. Một ngày một con chim gõ kiến xanh gáy đen có thể thực hiện tới 12.000 cú gõ.
Những cú gõ của chim mỡ kiến xanh gáy đen không chỉ giúp chúng xua đuổi con mồi ra khỏi nơi ẩn nấp, mà còn có vai trò quan trọng trong giao tiếp, đặc biệt trong mùa sinh sản. Gà tiền mặt đỏ là một trong những loài chim trĩ quý hiếm ở vườn quốc gia Cát Tiên. Thức ăn chính của chúng là các loài quả, hạt, các loài côn trùng trong đất. Chiều xuống, những con nai nhởn nhơ trên đồng cỏ. Những con chim tìm đường về tổ. Khi mặt trời dần khuất sau những cánh rừng, cả khu rừng chìm vào bóng tối. Tuy nhiên, cuộc sống về đêm của các loài hoang dã thực sự nhộn nhịp trong các khu rừng nhiệt đới của đại ngàn Cát Tiên.